Giữa ồn ào với gia đình, thiện nhân có hành động không ngờ cùng người yêu khiến cộng đồng mạng xôn xao. Những ngày qua, ồn ào giữa thiện nhân và gia đình nữ ca sĩ đang nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận cũng như khán giả. Theo đó, thiện nhân cho biết bản thân là người đồng tính và xin phép gia đình cho kết hôn cùng người yêu nhưng bị người thân ngăn cản. Không nhận được sự đồng ý từ phía gia đình, thiện nhân dọn ra ở riêng cùng người yêu, hai bên có lời qua tiếng lại thông qua truyền thông, tuy nhiên vẫn chưa giải quyết được vấn đề. Trong lúc dân tình đang xôn xao thì mới đây cô cùng người yêu đồng giới đã vi vu sang Hàn Quốc. Trên trang cá nhân, giọng ca trẻ khoe những hình ảnh khi đi chơi cùng người yêu. Được biết, thiện nhân và người yêu cùng làm trong lĩnh vực du lịch nên có nhiều thời gian bên nhau, cũng như điều kiện để đi du lịch cùng nhau. Kể từ khi công khai mình là người đồng tính, thiện nhân đã thoải mái hơn khi chia sẻ trên mạng xã hội. Những nụ hôn trao nhau giữa cô và người yêu cũng được ghi lại và công khai trên trang cá nhân. Có thể thấy, thiện nhân dường như đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trong livestream gần đây, trước đông đảo người xem, thiện nhân cũng gọi đối phương bằng chồng. Cả hai xác định mối quan hệ xa với nhau và đặt niềm tin cho người yêu giữa sóng gió. Trước đó, phía gia đình thiện nhân chia sẻ rằng nữ ca sĩ đã thay đổi kể từ khi yêu NT. Gia đình không chấp nhận người yêu của thiện nhân vì cho rằng người này không đàng hoàng và có thể gây hại đến cuộc sống của thiện nhân. Tôi là mẹ, tôi mong con quay về bên cha mẹ, gia đình và anh em lúc nào cũng dang trọng vòng tay để đón con về nhà. Mấy ngày nay là bậc làm cha làm mẹ, tôi rất là buồn và mong câu chuyện này sẽ kết thúc tại đây. Đừng nói qua nói lại nữa, chỉ cần cháu quay trở về nhà với gia đình là điều tôi mong muốn nhất, mẹ thiện nhân nói. Trao đổi với báo Thanh Niên, thiện nhân cho biết thông tin gia đình đăng tải là sai sự thật. Nữ ca sĩ nói, tôi và bạn đã quyết định đến với nhau, có đặt vé máy bay đi về xin phép ba mẹ cho chúng tôi quen nhau và cho cưới nhau, chứ không phải không xin phép, không có việc bạn dẫn tôi bỏ trốn, không cho liên lạc với gia đình. Khoảng một tuần hơn tôi không liên lạc vì fanpage của tôi anh chị đang giữ không được lấy lại. Tôi có nói với mẹ rằng, nếu như mẹ không nói với anh chị trả lại fanpage cho con, thì tới ngày 5 tháng 7 này, con sẽ không liên lạc gì với mọi người nữa. Chứ không phải tôi đùng đùng không liên lạc đâu, đó là sai sự thật.